Nhiều năm là công nhân ở công ty cung ứng dịch vụ hàng không. Năm 2003, đứng trước khó khăn về nhà ở, bà Nguyễn Thị Thuyên được doanh nghiệp phân cho căn nhà. Sinh sống ổn định nhiều năm, nhưng khi đi làm thủ tục về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Thuyên mới biết ngôi nhà của mình đã nằm trong diện tích đất mới được cấp sổ đỏ cho công ty cổ phần cung ứng dịch vụ hàng không. Tôi làm việc ở đây thì từ những năm 1978 đến năm 2013 thì bắt đầu nghỉ hưu đó. Thì là công ty thoái vốn bán ra ngoài đấy. Thì tức là cái đất này thì chúng tôi được phân từ những năm 93 thôi. Đấy, cái nhà này được phân năm 93 mà vẫn ở bình thường, coi như là làm rồi là trong cái thời gian làm việc ở đây thì thực ra mình cũng ở đây, cũng đi ra đi vào thôi, cũng chưa thực tế là ở. Thì đến khi sau về dọn về ở để chuẩn bị và hiện tại để cho làm cái sổ đỏ để cho nó xong công việc đi đóng, thì coi như là tự nhiên thế này vấn đề xảy ra là cái công ty mới nó mua về đây đấy, phải tranh chấp với mình. Bà Thuyên chỉ là một trong số gần chục hộ gia đình có hoàn cảnh tương tự. Theo phản ánh của người dân, từ năm 2007, công ty cung ứng dịch vụ hàng không được cổ phần hóa, chuyển từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Sau đó, công ty cổ phần cung ứng dịch vụ hàng không đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất đối với cả phần diện tích của các hộ dân đang sử dụng. Đi tìm câu trả lời cho sự việc này, nhóm phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Đại diện cơ quan này cho biết. Tại cái thời điểm chúng tôi lập hồ sơ, công ty lập hồ sơ và chúng tôi thẩm định hồ sơ để giao cho thuê đất đối với công ty cung ứng dịch vụ hàng không, thì căn cứ vào cái hồ sơ mà công ty lập cộng với cái kiểm tra ở tại cái thời điểm mà trước khi tham mưu cho Ủy ban thành phố ra cái quyết định để giao cho thuê đất, thì đã được thiết lập bằng bản đồ, bằng hồ sơ có xác nhận của chính quyền địa phương, tức là tại thời điểm năm 2014 có xác nhận của chính quyền địa phương là cái thửa đất đó hoàn toàn không có tranh chấp. Vấn đề thứ hai nữa là khi mà chúng tôi thẩm định hồ sơ để trình đối với Ủy ban nhân dân thành phố thì đã có cái kiểm tra hiện trạng. Thì tại cái kiểm tra hiện trạng mà cái bản đồ chúng tôi thiết lập để báo cáo Ủy ban thành phố để giao cho thuê đất là hoàn toàn không có nhà ở, chỉ có nhà kho. Vì năm 2000 anh bảo anh sử dụng từ năm, anh được cấp quyết định từ năm 98 và 2000, nhưng mà đến năm 2008 là Sở Tài nguyên Môi trường đo thì nó vẫn là cái nhà kho. Chưa có người ở, vẫn là cái nhà kho. Trong khi đó, theo các hộ dân, vào thời điểm những năm 2014-2015, họ liên tục gửi các đơn thư kiến nghị, đơn thư khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền về việc dừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần cung ứng dịch vụ hàng không. Nhưng năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho công ty này đối với cả phần đất các hộ gia đình đã và đang sử dụng. Cái đơn tất cả mọi người được phân cái nhà này là ký vào xong là đưa ra để nộp thì tự nhiên lại dừng cái sổ lại và đồng thời lại bảo là chúng tôi cũng có ý kiến là tại sao chúng tôi ở đây lâu thì mà lại cũng không thấy nói năng gì về cái chuyện mà bảo đi làm sổ, mà tự nhiên là mới về làm 2 năm trời thì lại làm sổ. Còn ông Nguyễn Văn Đâu, nguyên giám đốc công ty cung ứng dịch vụ hàng không, người đã ký các quyết định phân nhà cho cán bộ công nhân viên thời điểm năm 2003 thì cho rằng với chức năng nhiệm vụ của giám đốc công ty, cái việc mà trước khi công ty cổ phần hóa, cán bộ công nhân viên công ty rất là khó khăn, cho nên cái việc phân nhà cho cán bộ công ty là chuyện bình thường của một giám đốc đối với trách nhiệm đối với cán bộ công nhân viên. Cho nên tôi đã ký quyết định trước khi cổ phần hóa là một số quyết định là đúng, và các quyết định đó tôi vẫn bảo lưu là quyết định hoàn toàn đúng theo đúng luật. Nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp, niềm vui có được căn nhà chưa được bao lâu thì nay những hộ dân này lại mệt mỏi vì những tranh chấp chưa biết bao giờ mới có hồi kết.